Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp chỉ đạo triển khai tháo gỡ khó khăn một số nội dung đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng ban Nhân dân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành trong tỉnh. Theo đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu được phê duyệt, thì giai đoạn 2021-2025 triển khai xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh và triển khai một số lĩnh vực, trong đó ưu tiên một số lĩnh vực như dự án xây dựng và triển khai hạ tầng ICT và nền tảng dữ liệu thông minh, dự án xây dựng và triển khai quản lý an ninh an toàn thông minh, dự án xây dựng và triển khai quản lý chính quyền số đô thị thông minh, dự án xây dựng và triển khai quản lý môi trường thông minh, dự án xây dựng và triển khai quản lý quy hoạch đô thị thông minh. Kinh phí thực hiện hơn 300 tỷ đồng. Các lĩnh vực đã được triển khai ở giai đoạn báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Thời gian qua, trong quá trình triển khai các dự án, các ngành và đội ngũ nhân viên của đơn vị tư vấn vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thiếu chuyên môn nên gặp nhiều khó khăn lúng túng trong quá trình phối hợp thực hiện. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn trong khâu phối hợp thực hiện và tìm hướng khắc phục, nhất là tiếp tục củng cố năng lực bộ máy thực hiện, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ cho bên tư vấn. Đại biểu cho rằng cần xây dựng con người số trước tiên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện đề án. Khâu mua sắm thiết bị cho đề án cần được chú trọng, ưu tiên mua hàng trong nước và gần với tỉnh để khâu khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị được thực hiện nhanh nhất. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, đây là đề án quan trọng nhằm ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh, làm cơ sở để phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Vì vậy, các ngành, các đơn vị tham gia cần có những giải pháp thực hiện hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảm trách có chuyên môn, năng lực cao và phải có tâm huyết để thực hiện công việc tốt nhất. Lãnh đạo các ngành, đơn vị phải quan tâm giám sát quá trình thực hiện, kịp thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn trong thực hiện, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện để ban chỉ đạo triển khai đề án nắm, chỉ đạo và điều hành.